Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Hồng Thanh Hàng Thùng. Em kính chúc quý khách hàng có một buổi trưa có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo trên màn hình 0832625789 để em được tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Ngày hôm nay em sẽ lên sàn các mã áo polo siêu đẹp, đồng giá chỉ 100.000 một sản phẩm. Các anh chị mua 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc. Mua một sản phẩm vui lòng thanh toán phí ship là 23.000 giúp em ạ. Và trong trường hợp mình đặt hàng nhưng vì một lý do nào đấy mình không thể nhận hàng, vui lòng thanh toán phí ship là 30.000 giúp em. Và không để quý khách hàng chờ đợi lâu thêm nữa, em xin phép được đi vào giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ lên mã N ạ. Mã N1 vai 41 bụng 49 dài 63. N1 vai 41 bụng 49 dài 63 các anh chú nhá. Một quần áo thể thao, màu của nó sẽ là màu vàng chuối các anh chú ạ. Đây mặt sau của nó nguyên một màu, mặt trước là màu phối này. Màu sắc cực kỳ là trẻ trung nha. Đấy, cực kỳ là trẻ trung nổi bật này. Tem mác con này sẽ là một con áo của Nhật, form size L. Đây tem mác của nó đây các anh các chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% nha. Chất cực kỳ mềm đẹp luôn đấy ạ. Mã N1 vai 41 bụng 49 dài 63 giá 100.000 ạ. Mã N2 vai 46 bụng 53 dài 69. N2 vai 46 bụng 53 dài 69 các anh các chú nhá. Một con áo của nhà FGS này. Form size của nó sẽ là form size 100, màu của nó sẽ là màu xanh than nha. Có túi ngực tay, phần tay của nó sẽ là phần tay suông như thế này đây. Chất cốt tông 100% này. Cái phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các chú ạ. Con áo này sẽ là của Hàn, made in Việt Nam, xuất Hàn đây. Tem mác của nó đây nhá. Mã N2, vai 46 bụng 53 dài 69 ạ. Mã N3 vai 43 bụng 49 dài 73. N3 vai 43 bụng 49 dài 73 các anh các chú nhá. Đây là phần tem mác, con này sẽ là form size M này. Phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Con này sẽ không có túi ngực, tay của nó sẽ phần tay bo các anh các chú ạ. Một con áo màu xanh đen, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn. Đấy, và thiết kế vạt sau sẽ dài hơn vạt đằng trước này. Đây một con áo xuất Nhật, tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả các anh các chú nhá. Mã N3 vai 43 bụng 49 dài 73 giá 100.000 ạ. Mã N4 vai 42 bụng 42 và dài 67. N4 vai 42 bụng 42 và dài 67 các anh các chú nhá. Một con áo của nhà Polo Lauren, form size của nó sẽ form size XS đây. Phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu lên các anh các chú ạ. Tay của nó sẽ là phần tay bo này, màu đỏ nha. Thiết kế và sau sẽ dài hơn là đằng trước một xíu ạ. Đây tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh các chú nhá. Đây một con áo hiệu hôm nay nhà em cũng bán giá 100.000 thôi ạ. Mã N4 vai 42 bụng 42 và dài 67 ạ. Mã N5 vai 46 bụng 53 dài 64. N5 vai 46 bụng 53 và dài 64 các anh các chú nhá. Một con áo của nhà NIX, form size của nó sẽ là form size 95. Một con áo màu đen này, phần tay của nó sẽ phần tay suông, chất của nó là chất cốt tông 100%, cực kỳ là dày dặn nha. Cúc là cúc cài toàn bộ nha, từ trên xuống dưới như thế này. Đấy một con áo này, kiểu dáng phong cách của nó cực kỳ là trẻ trung, vạt của nó thiết kế sẽ xẻ một xíu thôi nhá. Made in Indonesia, tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh các chú ạ. Chất của nó là chất cốt tông cực kỳ là dày dặn. Mã N5 vai 46 bụng 53 dài 64 giá 100.000 ạ. N6 vai 48 đến 54 bụng 56 dài 73. N6 vai 48 đến 54 bụng 56 và dài 73 các anh chú ạ. Một con áo form size 105. Đây một con áo thể thao đây các anh chú ạ. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ kéo khóa như thế này. Màu của nó sẽ là màu xanh nhạt nha, phối màu trắng nha. Màu sắc của nó cực kỳ là trẻ trung. Cái phần túi của nó cũng thiết kế túi kéo khóa tay suông nha. Đây một con áo thể thao dành cho các anh các chú mình đi đạp xe đạp này, tập thể dục. Đấy, con áo này sẽ là con áo xuất Hàn nha, tem mác này. Mã N6 vai 48 đến 54, bụng 56 và dài 73, giá 100.000 ạ. Mã N7 vai 43 bụng 48 dài 65. N7 vai 48 bụng vai 43 bụng 48 và dài 65 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Unirif, form size của nó sẽ form size 90 nha. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Đây, độ dày vừa phải này. Màu của nó sẽ là màu cam nhá. Cái phần cúc toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu đây.
Logo thì sẽ được in như thế này. Tay của nó thiết kế tay bo nha. Đây một con là dáng áo cơ bản, thiết kế vạt sau sẽ dài hơn vạt đằng trước. Made in Korea, một con áo của hãng đây, tem mác đây. Màu sắc cực kỳ là trẻ trung. Mã N7, vai 43, bụng 48, dài 65 ạ. Mã N8, vai 49, bụng 60, dài 75. N8, vai 49, bụng 60 và dài 75 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size XXL nha. Màu của nó sẽ là màu đen. Đấy, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đây các anh chú ạ. Cái này sẽ không có túi ngực này. Tay của nó thiết kế tay bo như thế này nhá. Màu sắc cực kỳ đơn giản dễ mặc. Một con áo này xuất hàng, em mang quốc phụ đi kèm còn đầy đủ cả đấy ạ. Mã N8, vai 49, bụng 60, dài 75 ạ. Mã N9, vai 49, bụng 58, dài 73. N9, vai 49, bụng 58, dài 73 các anh chú nhé. Một con áo của nhà Louis Castel. Form size của nó sẽ là form size 100. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% đây. Phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú ạ. Màu của nó này, màu của nó cực kỳ đơn giản, màu be đậm nha. Đây, tay của nó thiết kế tay suông như thế này. Chất của nó cực kỳ đẹp đây các anh chú ạ. Màu sắc rất là đơn giản nhã nhặn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Một con áo của Hàn đây nhá. Tem mác đây các anh chú ạ. Một áo của nhà Louis Cartel. Mã N9, vai 49, bụng 58, dài 73. N9 ạ, vai 49, bụng 58 và dài 73, giá 100 ngàn ạ. Mã N10, vai 49, bụng 59, dài 76. N10, vai 49, bụng 59 và dài 76 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Polo Ralph Lauren, form size của nó sẽ là form size XL đấy các anh các chú ạ. Một con áo kẻ này, màu sắc cũng cực kỳ đơn giản. Đây nhá. Tay của nó thiết kế tay bo đây các anh các chú, tay bo này. Đấy, màu của nó sẽ là màu kẻ, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, cực kỳ là dày dặn nha. Thấm hút mồ hôi rất là tốt này. À, thiết kế và sau sẽ dài hơn bàn đằng trước. Một con áo xuất Hàn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Một con áo của nhà Polo Ralph Lauren này. Mã N10 ạ. Vai 49, bụng 59, dài 76, giá 100 ngàn ạ. Mã N11, vai 50, bụng 56, dài 73. N11 ạ, vai 50, bụng 56, dài 73. Tiếp tục một con áo của nhà Polo Ralph Lauren. Cái này sẽ là form size M các anh các chú nhá. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, cực kỳ là dày dặn, thấm hút mồ hôi rất là tốt này. Đây, một con áo kẻ đỏ nhá, màu sắc cực kỳ là trẻ trung này. Con này thiết kế tay bo. Cũng là vạt sau dài hơn vạt đằng trước và một con áo xuất Hàn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Một con áo hiệu. Mã N11, vai 50, bụng 56 và dài 73. N11, vai 50, bụng 56, dài 73 các anh chú ạ. Mã N12, vai 49, bụng 56, dài 75. N12, vai 49, bụng 56, dài 75 các anh chú ạ. Đây một con áo made in Việt Nam. Made in Việt Nam và sẽ là xuất Hàn nha. Đây tem mác của nó đây các anh chú ạ. 92% cốt tông và 8% sẽ là chất poly. Đây nhá. Đây, cái phần cúc của nó này cũng sẽ có tên thương hiệu và là cúc bấm nha các anh cô chú nhá. Đây, như thế này này. Đây, con này thì sẽ không có túi ngực. Đây, tay của nó sẽ là tay suông, màu của nó sẽ là màu xanh đen các anh chú ạ. Chất cực kỳ là mềm mỏng nhẹ nhá. Đấy, mặc thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Mã N12, vai 49, bụng 56, dài 75 ạ. Mã N13, vai 50, bụng 53, dài 73. N13, vai 50, bụng 53 và dài 73 các anh các chú nhá. Đây một con áo của nhà Haji này. Form size của nó sẽ là form size 105 nha. Chất của nó chất cốt tông cực kỳ là mềm mỏng nhẹ này. Một con áo màu vàng phối như thế này. Đấy, màu sắc của nó cực kỳ là trẻ trung. Con này thì mới của nó cực kỳ cao nhá. Đấy, chưa hề có một cái vết bẩn gì các anh các chú ạ. Một con áo hiệu Haji này. Đây, một con áo này là áo của Hàn đây.
xem mã quốc phụ đi kèm còn đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Mã N13, vai 50, bụng 53, dài 73 ạ. N13, vai 50, bụng 53, dài 73, giá 100 ngàn ạ. Mã N14, vai 55, bụng 62, dài 73. N14, vai 55, bụng 62, dài 73 các anh các chú nhé. Đây một con áo màu tím than. Hiệu của nó sẽ là Unirep, form size của nó sẽ form size 3XL. Chất của nó là chất cốt tông tổ ong. Đấy, độ dày vừa phải này. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và có túi ngực đây các anh các chú ạ. Áo xuất Hàn, tên mã của nó đây. Mã N14 ạ. Vai 55, bụng 62, dài 73. N14, vai 55, bụng 62, dài 73. Mã N15, vai 50, bụng 56, dài 71. N15, vai 50, bụng 56, dài 71 anh các chú ạ. Đây một con áo form size 105 nha. Một con áo kẹ này. Chất của nó sẽ là chất cốt tông dệt nhá. Độ dày vừa phải này, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Đây một con áo kẹ này, màu sắc cũng cực kỳ là trẻ trung. Con này thì cũng sẽ có túi ngực. Phần tay của nó sẽ phần tay suông nha. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu của anh các chú ạ. Màu sắc này để cho những chú trung tuổi này mặc cực kỳ là trẻ luôn đấy ạ. Con áo này một con áo của Hàn nha. Đây tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Mã N15 ạ. Vai 50, bụng 56, dài 71, giá 100 ngàn ạ. N16, vai 43, bụng 47, dài 69. N16, vai 43, bụng 47, dài 69 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Pepro. Form size của nó sẽ là form size 100 các anh các chú ạ. Đây, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nhỉ. Đây, tay của nó là tay suông. Đây, màu sắc này, dáng áo cơ bản dễ mặc. Các anh các chú ở độ tuổi nào cũng có thể mặc được nha. Con này thiết kế là vạt sau sẽ dài hơn vạt đằng trước. Một con áo xuất Hàn nha. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả các anh các chú ạ. Mã N16 ạ, vai 43, bụng 47, dài 69 ạ. N17, vai 48, bụng 50, dài 70. N17, vai 48, bụng 50, dài 70 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Polo, form size của nó sẽ là form size 100 các anh các chú ạ. Màu của nó sẽ là màu cam đào này. Đấy, màu sắc cực kỳ là trẻ trung nha. Đấy, các anh các chú đều có thể mặc được những cái màu sắc như thế này. Phần tay của nó là tay bo đó. Chất của nó là chất cốt tông tổ ong. Đấy, độ dày vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy ạ. Đấy, con áo này là một con áo xuất Hàn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy ạ. Màu sắc rất là đẹp. Mã N17, vai 48, bụng 50, dài 70, giá 100 ngàn ạ. Mã N18, vai 44, bụng 49, dài 64. N18, vai 44, bụng 49, dài 64 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Uli Willow. Form size của nó sẽ là form size M các anh các chú ạ. Made in Trung Quốc. Mà là một con áo xuất Hàn. Đây, tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Một con áo màu xanh đậm nha. Đây, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Tay của nó sẽ là tay cái tay bo như thế này. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong nha. Đấy, màu sắc cực kỳ là trẻ trung dễ mặc. Đấy, dáng áo thì cũng rất là đơn giản. Mã N18, vai 44, bụng 49, dài 64. N18, vai 44, bụng 49, dài 64, giá 100 ngàn ạ. Mã N19. N19, vai 48, bụng 56, dài 74. N19, vai 48, bụng 56, dài 74 các anh các chú nhé. Một con áo màu đen, chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% cực kỳ là dày dặn đây. Đấy, cái phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Phía đằng sau của nó này, hình in này. Đấy. Con này chất của nó rất là dày dặn, độ mới của nó cũng cực kỳ cao nhá. Đấy, tay của nó thiết kế tay suông như thế này. Con này thì đã bị rơi mất tác rồi các anh chú ạ. Đấy. Quần áo này màu này. Kiểu dáng cực kỳ đẹp. Mã N19, vai 48, bụng 56, dài 74 ạ. N20, vai 49, bụng 56, dài 68. N20, vai 49, bụng 56, dài 68 các anh chú nhé. Một con áo màu vàng nhạt. Form size của nó sẽ là form size 100 đây các anh chú ạ. Cái phần cúc của nó này.
thiết kế năm cung như thế này, có túi ngực, phần tay của nó thiết kế tay suông nhá, chất của nó là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải này, màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Con áo này sẽ là made in Korea, tăng mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ, độ mới của nó cũng rất là cao. Đấy, màu sắc cực kỳ là trẻ trung. Mã N20, vai 49, bụng 56, dài 68. N20, vai 49, bụng 56, dài 68, giá 100 ngàn ạ. N21, vai 45 đến 50, bụng 52, dài 73. N21, vai 45 đến 50, bụng 52, dài 73 các anh chú nhé. Một con áo của nhà K2. Đây, con áo thể thao này, thiết kế kéo khóa như thế này. Phần túi của nó thiết kế kéo khóa như thế này nhá. Một con áo phối màu sắc cơ bản cực kỳ trẻ trung này. Cái tay của nó sẽ là tay suông, con này sẽ là chất cốt tông nhá. Tuy nhiên thì con này nó hơi bị ấp màu một xíu, các anh các chú mình mua về xử lý giúp em. Thế bình thường nếu mà con áo hiệu như thế này mà không lỗi lầm, nhà em sẽ bán giá khoảng tầm 350 đến 400 nghìn. Hôm nay nó hơi bị lỗi một xíu như này, các anh các chú mua về kể cả mình mặc đi lao động nhá, cũng cực kỳ là hợp lý rồi đấy ạ. Áo sút hàn này, tem mác của nó đây các anh các chú ạ, thì nó hơi bị lỗi một xíu thôi, để không ảnh hưởng, không vấn đề gì đâu ạ. Mã N21, vai 45 đến 50, bụng 52, dài 73, giá 100 ngàn ạ. N22, vai 43, bụng 47, dài 67. N22, vai 43, bụng 47, dài 67 các anh các chú nhá. Một quần áo của nhà Vebo, form size của nó sẽ là form size 95, phần cổ của nó là cổ sơ mi màu trắng, còn phần thân áo của nó sẽ là màu nâu đất nha. Đây cái túi này, túi nắp hộp như thế này đấy anh chú nhé. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy ạ. Tay sẽ là tay bo, chất của nó là chất cốt tông tổ ong. Đây con này này, kiểu dáng thiết kế của nó cực kỳ lạ và đẹp. Con này có sẹo ở hai bên này. Một con áo xuất Hàn. Đây tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Mã N22, vai 43 bụng 47 dài 67 ạ. N22, vai 43 bụng 47 dài 67, giá 100 ngàn. N23, vai 49 bụng 50 dài 71. N23, vai 49 bụng 50 dài 71 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Giordano, form size của nó sẽ là form size XL các anh các chú ạ. Đây cái phần bo tay và phần cổ của nó sẽ là màu tím này. Phần thân áo của nó sẽ là áo kẻ, phối kẻ như thế này. Màu sắc cực kỳ là đơn giản dễ mặc. Con này thiết kế là vạt sau sẽ dài hơn vạt đằng trước này. Một con áo xuất Hàn nha. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Đấy, độ dày vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt nha. Đấy. Con này thì sẽ không có túi ngực ạ. Mã N23, vai 49, bụng 50, dài 71. N23, vai 49, bụng 50, dài 71, giá 100 ngàn ạ. Mã N24, vai 45, bụng 50, dài 66. N24, vai 45, bụng 50, dài 66 anh các chú ạ. Đây, một con áo form size của nó sẽ là form size M nhé. Cúc trắng này. Đấy, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Màu của nó sẽ là màu xanh đen. Đấy, cái phần con này thì sẽ cái tay bo. Một con áo này, màu sắc đơn giản. Đấy, kiểu dáng cũng cực kỳ là dễ mặc đây các chú ạ. Made in, một con áo made in China và là xuất Hàn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú nhé. Mã N24 ạ. Vai 45, bụng 50, dài 66 ạ. Giá 100 ngàn. Mã N25, vai 49, bụng 63, dài 79. N25, vai 49, bụng 63, dài 79 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size 2XL. Một con áo chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% cực kỳ mềm mỏng nhẹ này, màu của nó sẽ là màu màu gạo ấy, màu trắng gạo ấy, chứ không phải là màu trắng tinh mà màu nó bị ngả màu đâu, mà màu nguyên bản của nó đã là như thế rồi đấy. Chất của nó cực kỳ đẹp này, kiểu dáng này cực kỳ đơn giản dễ mặc đấy. Con này thì form size khá là bự dành cho những anh những chú mà mình tầm khoảng 80 kg đổ lại mặc vừa nhá. Phần tem mác này, tem mác của nó sẽ được in luôn vào cái phần mặt áo như thế này đấy các anh chú ạ. Mã N25, vai 49, bụng 63, dài 79 ạ. Mã N26,
vai 51, bụng 54, dài 69, N26, vai 51, bụng 54, dài 69 các anh các chú nhá. Một con áo của nhà Clothes. Form size của đây. Form size của nó cũng khá là nhỏ này. Made in Korea. Đấy, chất của nó là chất cốt tông 100%. Đấy. Độ dày vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Quần áo màu đen này. Đấy, cổ của nó thiết kế là cổ V nha. Này thì bị rơi tác. Đây. Made in Korea đây các anh chú. Thì mác của nó này. Đấy, chất của nó cực kỳ đẹp nhá. Đấy, độ mới của nó cũng rất là cao. Mã N26, vai 51, bụng 54 và dài 69, giá 100 ngàn ạ. Mã N27 ạ. Vai 46, bụng 53, dài 72. N27, vai 46, bụng 53, dài 72 các anh chú nhá. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size L này. Một con áo màu trắng. Đấy, cái phần bo tay và cái phần cổ áo của nó sẽ phối đường lai màu đen như thế này. Đấy, con này sẽ không có túi ngực này. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đây các anh chú ạ. Nào qua hàng nha. Tem mác cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Một con áo trắng tinh. Màu sắc cực kỳ đơn giản. Đấy. Mặc rất là trẻ trung. Mã N27. Vai 46, bụng 53, dài 72. N27, vai 46, bụng 53, dài 72 ạ. Mã N28, vai 52, bụng 56 và dài 78. N28, vai 52, bụng 56, dài 78 các anh chú nhé. Một con áo Adidas. Con áo Adidas này, cái phần cúc của nó sẽ là cúc bấm nhá. Kim loại như thế này cúc bấm nhá. Đây phần tên thương hiệu của nó đây các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất thun lạnh. Đấy, cực kỳ là mỏng nhẹ mềm mát. Đấy. Màu của nó sẽ là màu ghi nhá. Màu ghi đây. Adidas đây các anh chú ạ. Chất của nó này, chất của nó nguyên bản của nó cũng đã là mỏng nhẹ như thế này chứ không phải là cái áo nó bị giãn đâu các anh chú ạ. Đây cái phần này, đường sườn của nó này nó sẽ hơi may rút một xíu như thế này nhá. Đây, tem mác của nó đây các anh chú ạ. Đây, có mã check qr code đàng hoàng luôn đây nhá. Đấy, chất vải của nó đã là như thế rồi. Đây phần cúc bấm này. Đây, con này cực kỳ đẹp. Mã N28, vai 52, bụng 56, dài 78, giá 100 ngàn ạ. Mã N29, vai 42, bụng 50, dài 68. N29, vai 42, bụng 50, dài 68 các anh các chú nhé. Một con áo hôm sai cũng khá là nhỏ lúc ăn này. Đây một con áo chấm bi, nền của nó sẽ là nền màu đen chấm bi nhá. Cái phần cúc của nó sẽ là cúc trắng, con này cũng sẽ có túi ngực đây các anh các chú ạ. Phần tay của nó thiết kế tay suông như thế này. Đấy, con này thì form size khá là nhỏ dành cho những anh những chú mà mình tầm khoảng 55 kg. Và cao 1m65 đổ lại mặc vừa nhá. Một con áo xuất Nhật này, made in China xuất Nhật. Đây tem mác của nó đây các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nha. Mã N29 á, vai 42, bụng 50, dài 68, giá 100 ngàn. N30, vai 47 đến 50, bụng 54, dài 71. N30, vai 47 đến 50, bụng 54, dài 71 các anh chú ạ. Một con áo form size 105, quần áo của Hàn. Chất của nó là chất cốt tông 100%, cực kỳ là mỏng nhẹ nha. Phần cúc của nó sẽ là cúc dấu như thế này. Đây, phần tên thương hiệu sẽ được in nhá. Quần áo phối này, màu xanh cổ vịt và màu xanh than. Màu sắc cực kỳ là trẻ trung, dễ mặc vô cùng luôn đây ạ. Áo này sẽ là áo của Hàn. Tem mác của nó đây các anh chú ạ. Chất của nó siêu siêu đẹp này. Đấy, màu của nó cũng cực kỳ là dễ mặc nha. Mã N30, vai 47 đến 50, bụng 54 và dài 71, giá 100 ngàn ạ. Mã N31, vai 42, bụng 47, dài 64. N31, vai 42, bụng 47, dài 64 các anh chú ạ. Một con áo form size M nha. Của Nhật đây. Một áo chất của nó là chất thun nha, cực kỳ mỏng nhẹ này. Đấy, cái phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Đấy, phía trên của nó sẽ là màu hoặc xám lông chuột và ở phần dưới là phối màu xanh như thế này. Màu sắc cũng cực kỳ đơn giản dễ mặc. Tem mác của nó đây, quần áo của Hàn. Tem mác cúc phụ đi kèm đầy đủ cả nhá. Tuy nhiên cái con này form size của nó hơi nhỏ này, dành cho những anh những chú mà mình tầm khoảng 45 kg và cao đến tầm 1m6 đổ lại mặc vừa thôi. Chất của con này siêu siêu đẹp luôn đấy các anh chú ạ. Mã N31, vai 42, bụng 47, dài 64 ạ.
Mã N32, vai 43, bụng 52, dài 71. N32, vai 43, bụng 52, dài 71 anh chú ạ. Một con áo của Nike nha, Nike Polo. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này. Cũng sẽ có cái đây, một con áo họa tiết như thế này, họa tiết chìm nha. Đấy, họa tiết cực kỳ đẹp lạ như thế này. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Cái độ dày của nó vừa phải là con này thì sẽ là thiết kế tay bo. Đấy, cái hình họa tiết của nó đây, cực kỳ đẹp luôn anh em chú ạ. Đây, con này không hề có một lỗi lầm gì cả. Đấy, rất là đẹp. Made in Thái Lan nha. Đây, tem mác của nó đây anh chú ạ, một con áo của Thái nhá. Đây, tem mác của nó này. Đấy, siêu độc lạ luôn đấy ạ. Mã N32, vai 43, bụng 52, dài 71. N32, vai 43, bụng 52, dài 71, giá 100 ngàn ạ. N33, vai 46, bụng 58, dài 69. N33, vai 46, bụng 58, dài 69 các anh chú ạ. Con áo này sẽ là form size 105 nhá. Đây, cúc của nó này. Con này thì cũng sẽ không có túi ngực, cũng sẽ có cái logo tên thương hiệu này. Con này thiết kế tay bo, màu của nó sẽ là màu xanh đen nhá. Màu sắc dáng áo này, màu cực kỳ đơn giản dễ mặc để các anh các chú ở độ tuổi nào cũng có thể mặc được này. Con này thiết kế xẻ ở hai bên. Một con áo của Hàn đây, tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Mã N33, vai 46, bụng 58, dài 69 ạ. N34, vai 42, bụng 46, dài 68. N34, vai 42, bụng 46, dài 68 các chú ạ. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size M nhá. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong này. Độ dày của nó vừa phải thôi, không quá dày dặn đâu. Để tấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Màu của nó sẽ là màu hồng phấn chấm bi như thế này nhá. Màu sắc của nó cực kỳ là trẻ trung anh các chú ạ. Tay thiết kế tay bo này. Một con áo của Hàn, tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Mã N34, vai 42, bụng 46, dài 68 ạ. N35, vai 47, bụng 54, dài 68. N35, vai 47, bụng 54, dài 68 các anh chú nhé. Một con áo form size 100. Đây, chất của nó sẽ là chất thun lạnh nha, cực kỳ mềm mỏng luôn đấy các anh chú ạ. Mỏng nhẹ vô cùng. Đây, cái phần cúc của nó này, toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu và sẽ là cúc dấu như thế này đây các anh chú ạ. Con này thì sẽ có túi ngực nha. Đây, logo tem thương hiệu đây này, cực kỳ là xịn sò. Đấy, phần tay của nó thiết kế tay suông. Màu của nó sẽ là màu xám lông chuột nha. Đấy, con này thì chắc là nặng không quá tới một lạng đâu. Siêu mỏng, siêu mềm mỏng nha. Sở chất của nó cực kỳ thích luôn đây các anh chú ạ. Chất siêu mát này. Đây, một con áo của Hàn, xuất Hàn. Tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Mã N35 ạ. Vai 47, bụng 54, dài 68. N35, vai 47, bụng 54, dài 68. Giá 100 ngàn ạ. Mã N36, vai 47, bụng 52, dài 59. N36, vai 47, bụng 52, dài 59 anh các chú nhé. Quần áo của nhà Blackmon. Oh, đây phần tên thương hiệu của nó đây. Tem mác của nó đây các anh các chú nhé. Phần cúc của nó này. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Khá là dày dặn. Con này độ mới của nó cũng cực kỳ cao. Màu của nó sẽ là màu be nha các anh các chú nhé. Không có túi ngực, thiết kế không có túi ngực này. Phần tay sẽ là tay bo nhá. Con áo xẻ ở hai bên. Made in Korea. Một con áo của Hàn luôn đây các anh chú ạ. Tem mác phía bên trong của nó này. Đây, quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đây ạ. Một con áo này. Màu sắc cực kỳ là trẻ trung. Mã N36 á. Vai 47, bụng 52, dài 59, giá 100 ngàn. Mã N37, vai 46, bụng 51, dài 70. N37, vai 46, bụng 51, dài 70 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Unirep. Form size của nó sẽ form size L, form size 95 các anh các chú nhé. Đây. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này. Đây sẽ có một cái in tên thương hiệu trên áo luôn. Con này thiết kế tay bo. Đấy, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Và con này chất của nó cực kỳ là dày dặn. Cầm rất là nặng tay luôn đấy ạ. Đấy, màu của nó sẽ là màu. Màu này sẽ là màu xanh đen nha. Một áo màu xanh đen này.
Made in Korea, một con áo của Hàn đấy ạ. Đây, tem mác phía bên trong của nó đây nhá. Đấy, chất siêu siêu đẹp. Màu sắc cũng rất là đơn giản, dễ mặc. Mã N31, mã N37, vai 46, bụng 51, dài 70. N37, vai 46, bụng 51, dài 70, giá 100 ngàn ạ. N38, vai 48, bụng 53, dài 70. N38 ạ, vai 48, bụng 53, dài 70 các anh chú ạ. Một con áo form size 105. Đây, tên thương hiệu của nó đây nhá. Chất của nó là chất thun này, thun lạnh này, cực kỳ là dày dặn. Đấy, màu của nó cực kỳ là trẻ trung, màu của nó sẽ là màu xanh nhạt nhá. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Cái tên logo thương hiệu cũng sẽ được in ở phía bên trái ngực nhá. Phần tay của nó kế tay bo như thế này. Tay bo là mọi sẽ là màu xanh đậm. Đấy, màu sắc này rất là khỏe khoắn. Con này thì độ mới của nó cực kỳ cao. Sờ vào cái chất của nó mát rời rượi luôn các anh chú ạ. Đấy, màu sắc này cực kỳ đẹp. Đấy, mã N38 á, vai 48, bụng 53, dài 70. N38, vai 48, bụng 53, dài 70 ạ. N39, vai 50, bụng 54, dài 68. N39, vai 50, bụng 54, dài 68 ngay chú nhá. Một con áo form size L đây. Áo form size L. Chất của nó là chất cốt tông. Dày vừa phải này, cổ của nó, cổ thiết kế cổ V như thế này nhá. Không có cúc cài này. Màu của nó này, phía sau của nó sẽ là nguyên một màu đen. Còn phía trước là áo phối màu. Đấy, kiểu dáng, màu sắc cũng rất là trẻ trung, dễ mặc. Con này độ mới của nó cũng cực kỳ cao này. Đây, tem mác của nó đây. Một con áo của Hàn nha. Quần áo sốt Hàn, tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả các nha chú ạ. Mã N39 á, vai 50, bụng 54, dài 68. N39, vai 50, bụng 54, dài 68 ạ. N40, vai 47, bụng 52, dài 68. N40, vai 47, bụng 52 và dài 68 các anh chú ạ. Quần áo của nhà cực lắm. Đây, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nha. Đây, cũng sẽ được thêu này. Màu của nó sẽ là màu xanh than nhá. Đấy, chất của nó là chất cốt tông. Đấy, khá là dày dặn, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt này. Phần tay của nó thiết kế tay bo như thế này đây. Màu sắc dáng áo đơn giản dễ mặc. Quần áo của Hàn, made in Korea. Tem mác phía bên trong của nó đây các anh chú ạ. Quần áo này cực kỳ đơn giản này, các anh các chú mình mua mặc đi làm đi chơi đều được. Mã N40, vai 47, bụng 52, dài 68. N40, vai 47, bụng 52, dài 68, giá 100 ngàn thôi ạ. Mã N41, vai 50, bụng 58, dài 74. N41, vai 50, bụng 58, dài 74 các anh chú ạ. Một quần áo form size 110 nhá. Đấy, form size khá là to dành cho những anh những chú mà mình tầm 80 kg, cao 1m75 đổ lại mặc vừa này. Màu của con này sẽ là màu trắng này, một con áo màu trắng tinh nhá. Cổ của nó thiết kế cổ sơ mi. Đây, phần cúc của nó này, cúc kim loại, và con này cũng sẽ có túi ngực đây các anh chú ạ. Đây, phần tên thương hiệu của nó này. Đấy, tay của nó thiết kế sẽ là tay suông. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, cực kỳ là mềm mỏng nhẹ thôi nhá. Đây các anh chú ạ, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn đây ạ. Màu sắc của nó cũng rất là trẻ trung này, dễ mặc. Một con áo xuất Hàn nha. Đây, tem mác của nó đây ạ. Mã N41, vai 50, bụng 58, dài 74. N41, vai 50, bụng 58, dài 74 ạ. Mã N42, vai 50, bụng 52 và dài 72. N42, vai 50, bụng 52 và dài 72 các anh chú nhé. Đây, một con áo nha. Kiểu dáng của nó, chất của nó cũng gần như là chất mông tư ghi ấy nhá. Đấy, đây, phân cúc của nó là con này cũng sẽ có túi ngực. Phần cổ của nó sẽ là cổ phối, còn màu của nó, màu thân áo của nó sẽ một màu đen như thế này. Con này này, kiểu dáng màu sắc, kể cả đến chất liệu của nó cũng siêu siêu đẹp luôn đấy các anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông như thế này nhá. Đấy, các anh các chú ở độ tuổi nào cũng có thể mặc được những cái màu sắc kiểu dáng như thế này rồi. Cái màu này thì nó không kén tuổi. Đấy, phối đồ cũng rất là dễ này. Đây, cái mác của nó thì đã hơi bị mờ một xíu nhá. Đấy, chất của nó, con này thì siêu mỏng nhẹ rồi, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Mã N42, vai 50, bụng 52 và dài 72. N42, vai 50, bụng 52 và dài 72, giá 100 ngàn ạ. N43, vai 54, bụng 62, dài 71.
N43, vai 54, bụng 62, dài 71 anh chú ạ. Cái phần tên thương hiệu của nó đây anh chú nhé, tem mác của nó đây. Đây cũng sẽ được thêu thêu tên thương hiệu ở trước ngực ở phía bên trái đây anh chú ạ. Phần tay của nó thiết kế tay bo như thế này, có hình thêu. Màu của nó sẽ là màu be nha, màu không phải là màu trắng tinh hoàn toàn đâu các anh chú ạ. Đấy, chất của nó là chất cốt tông tổ ong, cầm cực kỳ nặng tay, chất khá là dày dặn nhá, nhưng mà thấm hút mồ hôi cũng cực kỳ tốt đấy các anh chú ạ. Này thì bị rơi mất tác này, mới độ mới của nó, con này cực kỳ cao. Phần cổ của nó nhá, phần trắng tinh như thế này đấy các anh chú ạ. Mã N43, vai 54, bụng 62, dài 71. N43, vai 54, bụng 62, dài 71, giá 100 ngàn ạ. N44, vai 52, bụng 59, dài 73. N44, vai 52, bụng 59 và dài 73 đây các anh chú nhé. Phần tên thương hiệu nó cũng sẽ được dập luôn vào cái mặt áo phía bên trong của áo này. Form size của nó sẽ là form size 105. Cái phần bo tay và phần cổ của nó sẽ là màu màu xanh than, còn phần thân áo của nó sẽ là màu đỏ như thế này. Con này thiết kế có túi ngực này, phần cúc toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu đây các anh chú nhé. Phần cúc của nó ấy, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải đây các anh chú ạ. Made in Korea, một con áo của Hàn, tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả này. Một áo màu đỏ, màu sắc cũng rất đơn giản dễ mặc. Mã N44, vai 52, bụng 59, dài 73. N44, vai 52, bụng 59, dài 73 ạ. N45, vai 46, bụng 54 và dài 65 ạ. N45, vai 46, bụng 54 và dài 65 các anh chú nhé. Quần áo form size 95. Made in Korea luôn nhá. Một áo của Hàn, tem mác của nó phía bên trong này. Con này sẽ là chất của nó sẽ là chất cốt tông, cực kỳ mỏng nhẹ thôi. Con này chắc là nó không nặng, không tới đến 1 lạng đâu. Sờ vào chất của nó cực kỳ mềm nhá. Đấy, mát này, thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Đấy, màu sắc của nó thì dành cho những chú trung tuổi mặc cực kỳ đẹp, đơn giản, dễ mặc, dễ phối đồ các anh chú ạ. Đấy, tuy nhiên thì con này form size của nó cũng hơi ngắn, dành cho những anh những chú mình cao tầm khoảng 1m62, 63 đổ lại mặc vừa thôi. Đấy, màu sắc rất là đẹp đúng không ạ? Mã N45, vai 46, bụng 54 và dài 65, giá 100 ngàn. N46, vai 45, bụng 51, dài 66 á. N46, vai 45, bụng 51 và dài 66 các anh các chú nhé. Một con áo của nhà Sport, form size của nó sẽ là form size 90. Đây, cái phần cổ và cái phần bo tay của nó sẽ có phối cái đường lai sọc màu trắng, còn phần thân áo của nó sẽ là màu xanh nhạt nhé. Đây, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đây các anh chú ạ. Con này thì sẽ không có túi ngực, hai cái bên sườn của nó sẽ phối với màu trắng như thế này. Màu sắc của nó cực kỳ đơn giản nhưng mà đấy, cực kỳ đơn giản nhá, nhưng mà rất là trẻ trung này, màu của nó này mát mắt vô cùng. Con này sẽ là made in Korea, một con áo của Hàn đây các anh các chú ạ. Tem mác của nó đây, chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, cực kỳ đẹp, trẻ trung vô cùng. Mã N46, vai 45, bụng 51 và dài 66, giá 100 ngàn. N47, vai 50, bụng 53 và dài 65. N47 ạ, vai 50, bụng 53 và dài 65 các anh chú nhé. Con áo này sẽ là form size 100. Phần cúc của nó sẽ trắng này. Con này thì sẽ thiết kế tay bo, màu của nó sẽ là màu xanh than nhá. Kiểu dáng này, màu sắc của nó cực kỳ đơn giản dễ mặc. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Để độ dày của nó vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt này. Con này sẽ là made in Trung Quốc nhưng mà sẽ là xuất một con áo xuất Hàn nhá. Tem mác và cúc phụ thì kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Quần áo này, màu sắc rất là đơn giản. Mã N47, vai 50, bụng 53 và dài 65, giá 100 ngàn. Mã N48, vai 47, bụng 55, dài 67 ạ. N48, vai 47, bụng 55, dài 67 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Bát nhé. Form size của nó sẽ là form size 100. Đây, phần cổ của nó sẽ có phối thêm cái màu nâu, còn phần thân áo của nó sẽ là màu hường như thế này. Đấy, màu sắc cũng rất là đẹp và lạ. Con này thiết kế có túi ngực, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% các anh chú ạ. Đây, tem mác này,
cũng phụ đi kèm đầy đủ cả. Độ mới của con này siêu cao, không hề có một lỗi lầm gì nhá. Đấy, những cái màu sắc như thế này mặc phối đồ rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã N48, vai 47, bụng 55 và dài 67 ạ. N48, vai 47, bụng 55, dài 67, giá 100 ngàn thôi ạ. N49, vai 48, bụng 57, dài 69. N49 ạ, vai 48, bụng 57 và dài 69 các anh chú nhá. Một con áo của nhà Unirep, form size của nó sẽ là form size 95. Màu của nó sẽ là màu xám lông chuột. Và cái phần úp của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu các anh các chú ạ. Tay của nó thiết kế tay bo này. Đấy. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Độ dày vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy các anh các chú ạ. Một con áo này. Màu sắc đơn giản này, cực kỳ dễ mặc. Con áo này sẽ là made in Korea, một con áo của Hàn luôn nhá. Để tem mã của nó đây các anh các chú ạ. Mã N49 ạ. Vai 48, bụng 57 và dài 69, giá 100 ngàn. Mã N50, vai 46, bụng 50 và dài 70. N50 ạ, vai 46, bụng 50, dài 70 các anh chú nhé. Một con áo của nhà F2, form size của nó sẽ là form size 95. Đấy, chất của nó sẽ là chất thun nha, chất thun cực kỳ mềm, sờ rất là mềm tay, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt rồi đấy ạ. Đây, cái phần tay áo của nó này cũng sẽ được dập tên thương hiệu nha. Đây, tên thương hiệu. Tay của nó thiết kế tay bo như thế này, phần cúc này. Màu con này sẽ là màu đen tuyền nhá, màu sắc này, kiểu dáng của nó cực kỳ đơn giản dễ mặc, để các anh các chú ở độ tuổi nào cũng có thể mặc được những cái màu sắc như thế này. Chất của nó thì siêu đẹp rồi. Một con áo xuất Hàn này, made in Korea nhá. Tem mác của nó là một con áo, tem mác cái phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Mã N50 ạ. Vai 46, bụng 50, dài 70. N50, vai 46, bụng 50 và dài 70. Giá 100 ngàn thôi ạ. N51, vai 43, bụng 49, dài 68 ạ. N51, vai 43, bụng 49, dài 68 các anh chú nhé. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size M các anh chú ạ. Một con áo này. Màu của nó sẽ là màu áo phối kẹp, màu ghi nhạt như thế này. Tay của nó thiết kế tay bo, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong nhá. Con này kiểu dáng màu sắc cực kỳ là trẻ trung luôn đấy các anh chú ạ. Đấy, đơn giản, màu sắc đơn giản dễ mặc này. Con này thì thiết kế xẻ ở hai bên. Tem mác phụ đi kèm đầy đủ cả. Một con áo xuất Hàn nha. Đấy, con này độ mới cũng cực kỳ cao, màu sắc rất là đẹp. Mã N51, vai 43, bụng 49, dài 68, giá 100 ngàn. N52, vai 46, bụng 53, dài 65. N52, vai 46, bụng 53, dài 65 các anh chú nhé. Đây, một con áo form size của nó sẽ là form size 110. Phần cổ của nó này sẽ phối đường lai màu trắng. Màu màu của nó sẽ là màu xanh đen nha. Đây, một áo trắng kẻ phối như thế này. Túi của nó này, túi nhỏ gọn thôi. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Tay của nó thiết kế tay bo như thế này nhá. Màu này kiểu phối như thế này, khá là lạ này và trẻ trung vô cùng. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Đấy, cực kỳ dày dặn và đẹp luôn đây các chú ạ. Con này độ mới của nó cũng siêu cao nha. Có xẻ ở hai bên và một quần áo xuất Hàn. Tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả. Mã N52, vai 46, bụng 53 và dài 65, giá 100 ngàn. N53, vai 47, bụng 54 và dài 68 á. N53, vai 47, bụng 54, dài 68 các anh chú nhé. Một con áo của nhà Jordan Lò. Đây, một áo trắng tinh như thế này đây các anh chú ạ. Chất của nó là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải này. Đây, tay của nó thiết kế tay bo như thế này đây các anh chú ạ. Đây, áo có xẻ ở hai bên. Một con áo xuất Hàn, tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đây các anh chú ạ. Một con áo màu trắng tinh như thế này. Đây, màu sắc cực kỳ là dễ mặc rồi. Màu cơ bản rồi. Mã N53, vai 47, bụng 54 và dài 68 ạ. N54, vai 46, bụng 50, dài 64. N54, vai 46, bụng 50 và dài 64 các anh các chú nhé. N54 các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Màu của nó sẽ là màu đen tuyền. Tay bo như thế này đây. Phần tên thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía đằng sau đây các anh chú ạ. Khá là lạ này. Đấy, chất của nó siêu siêu đẹp.
Một made in Korea nha. Một áo của made in Korea, một áo của Hàn đây. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ đẹp. Mã N54, vai 46, bụng 50 và dài 64, giá 100 ngàn. Mã N55, vai 47, bụng 54 và dài 59. N55, vai 5 vai 47, bụng 54 và dài 59 các anh các chú nhé. Con này form size của nó khá là nhỏ này. Phần cúc của nó sẽ là cúc trắng nhá. Con này thì sẽ không có túi ngực. Tay của nó thiết kế sẽ là tay bo. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Độ dày vừa phải, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy các anh chú ạ. Còn áo màu đỏ con này thì form size của nó sẽ là hơi ngắn đi nha. Đấy, dành cho những anh những chú mà mình tầm cao tầm khoảng 1m6 đổ lại mặc vừa thôi. Đấy, form size khá là nhỏ này. Tem mác của nó đây các anh chú ạ. Mã N55, vai 47, bụng 54 và dài 59. N55, vai 47, bụng 54, dài 59 các anh chú ạ. Mã N56, vai 50, bụng 58, dài 74. N56, vai 50, bụng 58, dài 74 các anh chú ạ. Một con áo của nhà bác Tour, form size của nó sẽ là form size 105 các anh chú nhé. Chất của nó này, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, rất là mỏng nhẹ, sờ chất của nó cực kỳ mềm mát nha. Con này thiết kế có túi ngực, màu của nó là màu sẽ là màu xanh phối như thế này. Màu sắc dành cho đấy, dành cho những chú trung tuổi này, mặc cực kỳ đơn giản này, lịch sự nha. Đấy, độ dày rất là mỏng nên là thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đây các anh chú ạ. Màu sắc này thì rất là dễ phối đồ rồi. Một con áo này sẽ là một con áo suất, một áo qua Hàn nha. Đây, tem mác của nó luôn đây các anh chú ạ. Siêu mỏng nhẹ và mát. Mã N56, vai 50, bụng 58, dài 74. N56, vai 50, bụng 58, dài 74, giá 100 ngàn. Mã N57, vai 48, bụng 54, dài 71. N57, vai 48, bụng 54, dài 71 anh chú ạ. Một con áo của nhà FGS. Form size của nó sẽ form size XL nha. Màu của nó sẽ là màu nõn chuối đấy các anh chú ạ. Màu sắc dành cho những anh những chú mà mình thích những cái tông màu nổi bật ấy, hoặc là da của mình nó sáng một xíu ấy, màu thì cực kỳ là tôn da. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, chất cực kỳ là mềm mỏng nhẹ thôi. Phần cúc của nó cũng sẽ toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú ạ. Con này thì độ mới của nó cực kỳ cao, không có một lỗi lầm gì cả, gần như một con áo mới luôn đấy các anh chú ạ. Đây, một con áo made in Korea nha, một con áo xuất Hàn đây các anh các chú ạ. Đây, màu sắc của nó này rất lạ và đẹp. Mã N57, vai 48, bụng 54, dài 71, giá 100 ngàn ạ. N58, vai 42, bụng 50 và dài 67. N58, vai 42, bụng 50 và dài 67 đây các anh các chú ạ. Một con áo made in Korea, form size của nó sẽ là form size L đây các anh các chú nhé. Để cái phần bo tay và cái phần cổ của nó cũng sẽ có phối cái đường line màu ghi. Còn phần thân áo của nó sẽ là màu xanh than. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy các anh chú ạ. Phần tên thương hiệu này, tem thương hiệu nó sẽ được in luôn nhá. Đây, những con này này màu sắc dáng áo thì cực kỳ đơn giản rồi. Những cái dáng áo quốc dân rồi, các anh các chú ở lứa tuổi nào mình cũng có thể mặc được đấy các anh chú ạ. Một con áo made in Korea. Đây, tem mác của nó đây các anh chú ạ, một con áo của Hàn nhá. Chất siêu siêu đẹp. Đây, đơn giản dễ mặc. Mã N58, vai 42, bụng 50 và dài 67, giá chỉ 100 ngàn thôi ạ. N59, vai 50, bụng 54, dài 74 nha. N59, vai 50, bụng 54 và dài 74 các anh chú ạ. Một con áo form size XL nhá. Form size khá là to này. Chất của nó là chất cốt tông 100%, cực kỳ là dễ dặn. Phần cúc của nó sẽ được dập tên thương hiệu nha. Phía trước của nó sẽ là phối cái hình X đấy, màu xanh à, cái này là màu xanh kiểu màu xanh lá mạ ấy. Còn phía sau của nó này một cái màu xanh lá cây, màu sắc của nó cũng cực kỳ đẹp nha, kiểu dáng của nó rất là lạ đấy. Con này thì chất cốt tông 100% cực cận dày dặn này, cầm rất là nặng tay đây. Một con áo made in Japan, một con áo là của Hạ của Nhật nha. Tem mác của nó đây các anh chú ạ. Mã N59, vai 50, bụng 54 và dài 74. N59, vai 50, bụng 54, dài 74, giá 100 ngàn.
N60 vai 46 bụng 52 và dài 67. N60 vai 46 bụng 52 và dài 67 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Uniqlo, form size của nó sẽ là form size L nhá. Made in China này. Và là một con áo xuất Nhật. Một con áo tem mác của nó đây, quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nhá. Màu của nó sẽ là màu trắng tinh như thế này. Tay của nó thiết kế tay bo nhá. Một con áo này, màu sắc này, dáng áo này đều là cơ bản và dễ mặc, cực kỳ là dễ phối đồ nhá. Thế các anh chú ở lứa tuổi nào cũng có thể mặc được những cái màu sắc như thế này. Mã N60, vai 46, bụng 52 và dài 67 ạ. N61, vai 45, bụng 54 và dài 68. N61, vai 45, bụng 54 và dài 68 đây các anh chú ạ. Một con áo form size 110 nhá. Đây, phối cái line kiểu màu áo sơ mi như thế này. Một con áo này sẽ là của Nhật. Chất của nó sẽ là chất poly nhá. Đây, tem mác của nó, phía bên trong của nó đây, cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đây. Một con áo line phối như thế này cũng rất là đẹp. Cái này thì mình mặc hàng ngày rồi, những kiểu dáng màu sắc như thế này mình mặc hàng ngày luôn rồi các anh các chú ạ. Mã N61, vai 45, bụng 54 và dài 68, giá 100.000. Mã N62, vai 43, bụng 53 và dài 76. N62, vai 43, bụng 53 và dài 76. Một con áo của nhà Nike nhá. Đây, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này, có hình thêu biểu tượng nhà Nike luôn. Cái phần bo tay và phần cổ áo sẽ là một màu trắng tinh, còn phần thân áo sẽ là áo phối kẻ như thế này. Màu sắc cực kỳ là trẻ trung dễ mặc. Đây, một con áo hiệu của nhà Nike nhá. Chất của nó sẽ là chất tông tổ ong, độ dày vừa phải này, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn đấy ạ. Đây, tem mác của nó đây. Tem mác quá trời luôn đây nhá. Đây, tem mác của phụ đi kèm đầy đủ cả các anh các chú ạ. Mã N62 ạ. Vai 43, bụng 53 và dài 76. N62, vai 43, bụng 5 vai 43, bụng 53 và dài 76, giá 100.000. Mã N63, vai 50, bụng 57 và dài 74. N63, vai 50, bụng 57 và dài 74. Một con áo form size 110 nhá. Cúc của nó sẽ là cúc dấu như thế này. Đây, chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Đây, cực kỳ là dày dặn, màu của nó sẽ là màu đen tuyền. Tay của nó thiết kế tay suông nhá. Đây, độ mới của con này cực kỳ cao này, không một lỗi lầm. Đây, kiểu dáng đơn giản dễ mặc này. Các anh các chú mình mặc hàng ngày rồi. Đây, con này thì thiết kế xẻ ở hai bên, một con áo của Hàn nhá. Tem mác cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Mã N63, vai 50, bụng 57 và dài 74 ạ. N64, vai 48, bụng 54 và dài 81. N64, vai 48, bụng 54 và dài 61 các anh chú nhé. Một con áo của nhà Sport, áo thể thao này. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Chất của nó sẽ là chất thun lạnh, cực kỳ mềm mỏng nhẹ nhé. Chất của nó siêu mềm và mát này. Phần phía đằng sau của nó, phía sau áo của nó thiết kế là chất thông hơi nhé. Đây, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy các anh chú ạ. Màu của nó sẽ là màu trắng này. Phối kẻ như thế này cũng rất là trẻ trung. Đấy, dành cho những anh những chú của mình đi tập thể thao này, hay là đi đạp xe, mặc cực kỳ là hợp lý nhá. Đấy. Con áo này sẽ là của Hàn nhá. Đấy, con này thì tuy nhiên cái phần vạt áo này nó hơi bị ố một xíu các anh các chú mình nhá. Mua về đây mình chỉ cần ngâm tẩy một xíu thôi là được, nên nó chỉ bị một cái vết ố này thôi đấy các anh chú ạ. Còn ngoài ra thì không có một cái lỗi lầm, không bị lủng rách gì đâu, chỉ hơi một cái vệt ố như thế thôi. Mã N64, vai 48, bụng 54 và dài 61 ạ. N65, vai 48, bụng 54, dài 63. N65, vai 48, bụng 54 và dài 63 các anh chú nhé. Đây, một con áo form size của nó sẽ là form size 100 này. Một con áo kẻ. Một con áo kẻ nhá. Đây, cổ của nó sẽ là cổ màu xanh than như thế này. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Đấy, con này độ mới cực kỳ cao nha. Một con áo xuất Hàn, tem mác quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Đấy, màu sắc dành cho những chú trung tuổi, mặc cực kỳ đẹp và lịch sự nha. Mã N65, vai 48, bụng 54 và dài 63, giá 100.000. N66, vai 53, bụng 58, dài 73.
N66, vai 53, bụng 58 và dài 73 ạ. Một con áo form size 105 nhá. Chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong, cầm cực cầm rất là nặng tay này. Phần cúc của nó thì toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu lên các anh chú ạ. Màu này sẽ là màu xanh ghi nhá. Màu xanh ghi đây các anh chú ạ. Form áo khá là to này. Con áo xuất hàng tem mác của nó đây các anh chú ạ. Mã N66, vai 53, bụng 58, dài 73. N66, vai 53, bụng 58, dài 73 ạ. N67, vai 38 đến 43, bụng 47 và dài 63. N67, vai 38 đến 43, bụng 47 và dài 63. Quần áo thể thao nha. Made in Korea, form size của nó sẽ là form size 95. Cái cổ của nó thiết kế cổ kéo khóa này. Màu của nó sẽ là màu xanh nha. Cái đường sườn của nó thiết kế chất tông hơi như thế này. Đấy, mặc cực kỳ thoáng mát nhá. Màu của nó cực kỳ là khỏe khoắn này. Form size của nó thì hơi nhỏ, dành cho những chú mình tầm khoảng 48 kg đổ lại mặc vừa thôi nhá. Chất của nó siêu đẹp luôn anh các chú ạ. Mã N67, vai 38 đến 43, bụng 47 và dài 63, giá 100.000. N68, vai 42, bụng 47, dài 66. N68 vai 42, bụng 47 và dài 66 các anh chú nhá. Quần áo này, chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong này. Độ dày vừa phải, màu của nó màu chủ đạo của nó sẽ là màu ghi. Đấy, phối lai màu xanh như thế này. Đấy, chất của nó này cực kỳ đẹp, tay của nó thiết kế tay bo các anh chú ạ. Một con áo made in Cambodia nhá, và một con áo xuất hàng tem mác của nó đây. Mã N68, vai 42, bụng 47 và dài 66. N68, vai 42, bụng 47 và dài 66 á. N69, vai 48, bụng 53, dài 67. N69, vai 48, bụng 53, dài 67 ạ. Một con áo form size 100 nhá. Chất của nó sẽ là chất cotton 100% này. Đây, màu xanh lá cây phối. Phần tay của nó sẽ là màu này sẽ là màu ghi. Màu sắc cũng cực kỳ lạ và trẻ trung nhá. Mặc những cái màu này siêu đẹp luôn đấy các anh chú ạ. Đây là một con áo xuất hàn. Tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đấy ạ. Mã N69, vai 48, bụng 53, dài 67. N69, vai 48, bụng 53, dài 67, giá 100.000 ạ. N70, vai 48, bụng 58, dài 70. N70, vai 48, bụng 58 và dài 70 đây các anh chú nhé. Một con áo lót te, form size của nó sẽ là form size 115 này. Phần cúc của nó đây. Cái phần tên thương hiệu cũng sẽ được thêu. Con này thì thiết kế tay bo, chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong, cực kỳ là dày dặn nha. Đấy, cầm rất là nặng tay, màu của nó sẽ là màu đen tuyền như thế này. Màu sóc dáng áo cơ bản, cực kỳ đơn giản và dễ mặc rồi. Đấy, các anh các chú lứa tuổi nào này, lứa tuổi nào cũng có thể mặc được, mặc đi chơi, mặc đi làm đều được nhá. Mã N70, vai 48, bụng 58 và dài 70 ạ. N71, vai 48, bụng 53, dài 71. N71, vai 48, bụng 53 và dài 71 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Italia nhá. Form size Italy này, form size của nó sẽ form size 105. Phần cúc của nó sẽ toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này. Phần tên thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía trước như thế này. Màu này sẽ là màu xanh cổ vịt nhá. Đấy, tay của nó thiết kế tay bo như thế này. Chất của nó là chất cotton 100%. Sờ chất của nó cực kỳ mềm này. Con này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt rồi. Đấy, màu sắc cũng rất là đẹp. Đấy, dễ mặc. Con này sẽ là một con áo của Hàn nhá. Tem mác cũng phụ đi kèm đầy đủ cả các anh các chú ạ. Mã N71, vai 48, bụng 53 và dài 71. N71, vai 48, bụng 53, dài 71 ạ. N72, vai 42, bụng 48, dài 67 ạ. N72, vai 42, bụng 48, dài 67 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Uniqlo. Form size này sẽ là form size M nhá. Một con áo màu xám, màu ghi lông chuột này. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này sẽ là chất cotton tổ ong, cực kỳ là dày dặn. Tay của nó thiết kế tay bo nhá. Đây một con áo xuất hàn. Tem mác của nó đây các anh chú ạ. Con này màu sắc đơn giản cũng rất là dễ. Đây, cực kỳ dễ phối đồ. Mã N72, vai 42, bụng 48 và dài 67 ạ.
N73, vai 7, vai 47 đến 51, bụng 54 và dài 69. N73, vai 47 đến 51, bụng 54, dài 69 ạ. Quần áo form size 105 nhé. Dạng áo của nó sẽ là dạng áo thể thao. Phần cổ và phần túi của nó toàn bộ sẽ là thiết kế kéo khóa. Màu thân áo của nó sẽ là màu xanh da trời và phối với màu màu ghi đen các anh chú ạ. Để dành cho những anh chú mình đi đạp xe thì mặc siêu đẹp rồi. Con này thì cái phần tác của nó đã bị mờ nhá. Mã N73, vai 47 đến 51, bụng 54 và dài 69, giá 100 ngàn. Mã N74, vai 42, bụng 48, dài 67. N74, vai 42, bụng 48 và dài 67 đây các anh chú ạ. Một con áo của nhà Unirep, form size của nó sẽ là form size 90 nhá. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này, in tên thương hiệu luôn. In tên thương hiệu ở trên áo luôn. Con này thì thiết kế tay bo, màu của nó sẽ là màu đen tuyền, chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong, cực kỳ là dày dặn nha, thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt này. Để dạng áo cơ bản màu sắc cũng rất là dễ mặc. Con này sẽ là made in Korea, một con áo của Hàn đây các anh chú ạ, tem mác của nó đây. Form size của nó thì dành cho những anh những chú tầm khoảng 50 kg mà cao 1m65 độ lại mặc vừa. Mã N74, vai 42, bụng 48, dài 67, giá 100 ngàn. Như vậy là ngày hôm nay em đã lên tổng cộng là hơn 70 mã áo polo cộc tay, đồng giá 100.000 một sản phẩm. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em, có yêu thích sản phẩm nào vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo trên màn hình 083 2625 789 để em được tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.